với những ưu đặc điểm của dòng dưới thì cây dưới chính là một loại cây được lựa chọn để phù hợp làm bonsai. Lá nhỏ, răm dày và có thể sống được ở nhiều các điều kiện khác nhau, từ khắc nghiệt đến nơi có điều kiện sống tốt. Cây dưới dần trở thành một trong những nguyên liệu không thể thiếu và là được sự lựa chọn đa dạng trong quá trình tạo tác bonsai nghệ thuật. Với những ưu điểm của mình trong nghệ thuật tạo tác, cây dưới được sử dụng rất nhiều với thế dáng đa dạng và với tình yêu từ cây dưới. Cây cảnh Phủ Quảng xin được trân trọng giới thiệu với các bạn một số những tác phẩm đang dần hoàn thiện và một số phôi dưới đẹp tại vườn nhà. Những hình ảnh các bạn đang xem là những tác phẩm đang được nuôi dưỡng, tạo tác theo những ý tưởng của từng tác phẩm sẵn có. Với đa chủng loại, từ kẹp đá đến không có kẹp đá, từ dáng chữ đến dáng huyền, đổ huyền, tất cả đều thể hiện sự đam mê và mong muốn chinh phục những tác phẩm để tạo thành những tác phẩm có những đặc điểm đẹp nhất, hay nhất được gửi tới các bạn. Trên thế giới và đặc biệt đối với Việt Nam có rất nhiều những tác phẩm dưới đã hoàn thiện hoặc những phôi dưới rất đặc biệt. Chính vì vậy, cây cảnh Phủ Quảng cũng rất mong nhận được sự đóng góp từ phía các bạn để có thể làm một bộ sưu tập về những cây dưới, những phôi dưới đặc biệt. Đồng thời cùng nhau trao đổi để có những kiến thức tốt nhất về dòng dưới, một loại cây đặc biệt này, giúp cho mỗi người yêu cây cảnh nghệ thuật nói chung và đặc biệt dòng dưới nói riêng có cái nhìn tổng thể về cây dưới và nắm được những đặc tính đặc trưng của dòng cây này, giúp cho mỗi chúng ta đều nắm được các nguyên tắc cơ bản trong quá trình chăm sóc, chỉnh sửa để giúp cho mỗi một tác phẩm ngày càng được hoàn thiện. Với ý tưởng như vậy, rất mong được sự đóng góp của các bạn về các kiến thức chung nhất và những điểm còn khiếm khuyết đối với kênh Cây Cảnh Phủ Quảng. Với tinh thần học hỏi, cầu tiến bộ, rất mong được sự ủng hộ của các bạn cũng như các đóng góp của các bạn để kênh Cây Cảnh Phủ Quảng ngày càng được hoàn thiện hơn và đa dạng hơn về chủng loại cây, về thế dáng cây và đặc biệt là về những kiến thức của cây. Trân trọng cảm ơn các bạn.